thử thách ăn theo icon của cá nhỏ dâu. Thông báo với quý vị là em đang ở Đà Lạt thành phố mộng mơ, và dạo quanh Đà Lạt thì có mấy cái loại trái cây cực kỳ là lạ luôn. Ví dụ em đối mấy bạn biết trái này là trái gì nha. Bên ngoài nó có mấy cái hạt kim tuyến lấp la lấp lánh, quả này màu xanh thì cực kỳ là chua luôn. Để em thử trải nghiệm cái trái màu đỏ này xem nó có chua không nghe. Đến giờ tôi chúc mấy bạn ngủ ngon rồi nè, rủ nhỏ bạn thân coi chung để nó khỏi ngủ giống bạn nha. I love you. Còn muốn mình ăn theo icon nào nữa hãy để lại bên dưới nha. Rủ con nhỏ bạn thân coi chung clip này cho vui. Chúc mấy bạn ngủ ngon nha. Ngủ thật sự ngon nha. Coi cái clip này đừng có thèm chảy nước miếng. Đi uống hồng trà bà chửi liệu có bị chửi như lời đồn. Hồng trà bà chửi và những nguyên tắc rất là tào lao tại đây. Với những nguyên tắc tào lao này và tôi đã thuộc nằm lòng hơn 5 năm nay, tại vì tôi ghiền uống ở đây với mọi người. Thêm topping chân châu sẽ không bán, kêu sai tên cũng không bán luôn. Cái mẹo đến đây để mua được nhanh gọn lẹ nhất là các bạn phải gọi đúng tên, đúng món và mang theo tiền lẻ. Mình uống từ cái thời mà ly hồng trà nó hơi nhỏ một tí và giá chỉ có 4.000 thôi. Đợt này ghé lại thì đã nâng cấp lên một cái size to hơn với giá là 5k. Chân châu ở đây thì cực kỳ là mềm dẻo và có độ ngọt. Thật ra thì không phải ai đến đây cũng sẽ bị chửi đâu mọi người. Trà sữa ở đây thì có hương vị tuổi thơ lắm nha mọi người. Nhưng mà hồi nhỏ đi mua trà sữa đời nào mà bị ai chửi như bây giờ. Tuy là nó chỉ hơi cục xúc một tí nhưng mà mình thấy lâu lâu cũng dễ thương với mình lắm á mọi người ơi. Cỡ 4-5 giờ chiều thì cái xe trà sữa ở đây siêu đông luôn. Hãy hen mãi yêu.